mừng lễ Phật Ngọc cũng như đại lễ Phương Nam. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi cũng như là sự chú ý của tất cả mọi người. Và bây giờ để thay cho lời cảm ơn, cảm ơn anh Hiếu, ông Thanh rất nhiều ánh sáng cũng như ban nhạc đã giúp cho ca sĩ có hồn hơn, hay hơn, và đã ủng hộ cho những gian hàng ẩm thực cũng như là của các anh chị em ca nghệ sĩ đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ hãy cùng Như Quỳnh lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc mà thổi nào chúng ta vẫn thường hay nghe, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bích với bài hát Mộng Chiều Xuân. Hãy subscribe cho kênh Mộng Chiều Xuân. Trời cũng đã khá lạnh, Quỳnh không dám làm mất thời gian của tất cả mọi